nhiều bệnh nhân trong làn sóng dịch đầu tiên vẫn còn triệu chứng COVID-19 kéo dài. Dù 2 năm sau khi điều trị khỏi COVID-19 trong bệnh viện, song hơn 50% số bệnh nhân ở Vũ Hán, Trung Quốc vẫn gặp các triệu chứng như mệt mỏi, ngủ không sâu giấc. Đây là kết quả nghiên cứu được các bác sĩ thuộc Bệnh viện Hữu nghị Trung-Nhật tại Bắc Kinh tiến hành, vừa được công bố trên tạp chí chuyên ngành tại Trung Quốc. Nghiên cứu khẳng định khả năng phục hồi hoàn toàn đối với những người trải qua làn sóng lây nhiễm đầu tiên dịch COVID-19 vẫn khó nắm bắt. Điều này có nghĩa là các bệnh nhân có sức khỏe yếu hơn cần được quan tâm nhiều hơn. Nghiên cứu cũng cho thấy những khó khăn trong việc đối phó với hậu quả của COVID-19 trong bối cảnh hàng triệu người, trong đó có cả trẻ em và thanh thiếu niên, phải vật lộn với các triệu chứng kéo dài, ảnh hưởng từ sức khỏe tâm thần đến khả năng làm việc và đóng góp đối với nền kinh tế nước nhà. Để đưa ra được kết luận nêu trên, các nhà khoa học đã theo dõi 1.192 bệnh nhân mắc COVID-19 phải điều trị tại bệnh viện. Tại Vũ Hán, hồi đầu năm 2020, kiểm tra sức khỏe vào các mốc 6 tháng, 12 tháng và 2 năm sau khi xuất hiện triệu chứng. Độ tuổi trung bình của những người tham gia là 57 và trong đó có hơn 50% là nam giới. Trong nghiên cứu, những người tham gia phải trải qua đánh giá khả năng đi bộ 6 phút, các bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm và trả lời bản câu hỏi về các triệu chứng sức khỏe tâm thần và chất lượng cuộc sống. Một số người cũng được kiểm tra chức năng phổi và chụp ảnh lồng ngực mỗi lần khám. Kết quả cho thấy thời gian cũng giúp làm giảm tổn thương phần nào. Sau 6 tháng, 68% số người tham gia nghiên cứu thông báo gặp ít nhất một triệu chứng của hội chứng COVID-19 kéo dài. Sau 2 năm, con số này giảm xuống còn 55%. Các nhà khoa học dự định sẽ tiếp tục theo dõi các bệnh nhân mỗi năm một lần. Các nhà khoa học khẳng định kết quả của nghiên cứu đã nêu bật tầm quan trọng của việc nghiên cứu cơ chế phát triển hội chứng COVID-19 kéo dài, cũng như thúc đẩy việc tìm ra phương pháp điều trị nhắm vào mục tiêu để điều trị quản lý giảm bớt tình trạng bệnh hậu COVID-19. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.